Nhưng mà làm sao mình chuyển từ cái phàm tâm mà thô đó, chuyển cái phàm tâm thô, thô tức là phàm tâm thô tức là ăn cũng thô tháo, nói cũng thô tháo, đi cũng thô tháo, ngồi nằm cũng thô tháo. Thì thấy Phật không? Ngài nằm nghiêng bên tay phải. Và Tổ Án Quan Ngài hay dạy là dầu trong ở phòng kín một mình, đóng cửa lại trong nhà tối đen không ai thấy mình, nhìn qua khe cửa không có ai thấy mình, nhưng mà các vị thánh Bồ Tát quỷ thần Phật đang thấy mình rõ ràng. Thì mình không dám thô tháo. Như vậy là chuyển cái tâm thô gọi là phàm ngã. Ngã là cái ta là ngã. Tiếng Hán là ngã mà tiếng Việt mình là ta, chấp ta là giỏi, ta là nhất thiên hạ, cái gì cũng ta cũng tự quyết không hỏi ai. Thì cái này mình trở ngại. Người này không gặp trở ngại thì cũng phải chết sớm, bởi vì sống với phàm ngã mà. Mà khi đã sống với phàm ngã rồi thì cứ càng đi càng lún, càng đi càng trở ngại. Mà cái phàm ngã có những người họ rất là thô tháo. Họ thô đến mức độ mà họ không làm chủ họ được nữa thì họ có đồ họ đi qua đường đó. Gọi là điên. Thì đó là một cái loại phàm ngã quá thô. Quá thô thì phải phải đưa họ vô nhà thương điên để nhốt trong đó thôi, chứ họ không sống với con người được nữa. Thì cũng từ cái gì? Cái hạnh thô tháo đó, từ nơi cái tâm thô tháo nó xuất sanh ra là lời nói thô tháo. Tuy rằng họ kiềm chế được, trong nhà là họ nói linh tinh lang tang, chồng con họ quát tháo, ra ngoài thì họ còn giữ được, nhưng đến cái lúc mà nó quá thô tháo rồi thì họ ra ngoài đường họ cũng quát mắng thô tháo rồi. Rồi đến lúc họ không tự chủ được nữa gọi là điên, cởi đồ đi ngoài đường cũng không biết mình là ai luôn thì gọi là điên. Bữa nay điên nhiều lắm, điên dữ lắm. Đó là do phàm tâm thô tháo quá rộ lộ liễu. Rồi từ cái phàm tâm, nếu mà họ biết cái thô tháo là sai, bắt đầu họ kiềm giữ cái tâm để họ khắc chế được ý niệm. Ấn Tổ nói người phàm, người người phàm mà khắc chế được ý niệm thì trở thành thánh. Thánh phàm nơi tại tâm, mà thánh mà chưa vô sơ quả đó, được xem như là mình gọi là thánh mà chưa vào sơ quả, chưa vào tứ quả đó, thì không khắc chế được ý niệm cũng trở thành phàm. Không phải đơn giản ăn chung hay không ở chỗ ý niệm đó, mà khắc chế ý niệm đó là phải có phương pháp để khắc chế chứ không phải là đơn giản. Thì chút xíu nữa Giáo Nhàn sẽ nói sâu về cái chuyện này. Thì bây giờ nói đến cái việc đó là một con người tu hành cũng giống như là người quỳ đời. Người đời tức là họ chỉ lo cho cuộc sống cơm áo gạo tiền thôi. Vì sao mà có những người thành công mà những người không thành công? Nói chữ thành công là nó bao quát hết cái việc làm ăn rồi sinh sống tất tần tật mọi thứ, họ đụng gì thành công cái đó. Kinh doanh cái họ thành công. Họ tổ chức một cái sự kiện cái là họ thành công. Họ đưa ra một cái mặt hàng đó là họ thành công. Lẽ dĩ nhiên là cái vấn đề suy nghĩ và vấn đề mặt hàng cũng như là những cái công việc nó là ngang nhau hết, mà vì sao có người thất bại, có những người thành công? Cái chuyện đi tu hành cũng vậy, vì sao có những người họ tu tịnh độ cái là họ thành công, mà họ có những người một số tu tịnh độ thời gian đạo tràng bị lủng củng và tan tan mất hết. Cũng có một số người học, như chúng tôi biết trong một lớp học có người học rất giỏi, mà có vì sao người học rất dở vậy? Nó có cái đạo lý của nó. Thì có nhiều người họ không hiểu ra được. Ví dụ họ làm ăn thất bại, họ nói họ xui thôi, họ không có hiểu nguồn gốc của nó. Và khi họ thất bại rồi, họ sẽ tiếp tục đứng dậy đi, họ đi không nổi nữa. Lụng bại tâm trí, coi như là không còn một cái sức sống gì để họ đi. Thì đây là cái kinh nghiệm của cuộc đời Văn Nhàn suốt hơn 49 năm tuổi đời, mà hơn 30 năm tuổi đạo, đúc kết ra ba cái nguyên lý này. Mấy anh em để ý cái điều này Giác Nhàn nói rồi mình chiêm nghiệm nha. À, đây cũng là lời từ Phật Tổ nói ra thôi. Ba cái nền tảng này nếu mà người ta bị trở ngại, tức là họ không có nung đúc ba cái nền tảng này, thì dầu cho ngoài đời cũng như cái chuyện tu hành thất bại. Đây là kinh nghiệm xương máu. Ba cái
Cái điều quan trọng này thứ nhất là phước báu. Mấy anh em ghi vô ba điều quan trọng để thành đạt hay là lụng bại. Ba điều quan trọng: thứ nhất là phước báu, thứ hai đó là trí tuệ, thứ ba đó là tin tưởng bề trên. Bề trên nó bao chung luôn cái người ở thế gian. Bề trên mình là tin tưởng Phật Bồ Tát. Ấn Tổ hay dùng danh từ đó là nương vào Phật lực. Không thấy, mình không thấy nhưng mà có. Ngày hôm nay Giáng Nhàn phân tích ba cái điều này để mọi người thấy mình khiếm khuyết cái điều gì. Thành đạt tu hành cũng như thành tựu sự nghiệp quậy đời không ra khỏi ba điều này. Đức Phật thành Phật cũng vì phước trí nhĩ nghiêng, đúng không? Mình lấy cái điều này làm tiêu chuẩn. Phước của Ngài coi như là tự lợi lợi tha viên mãn, gọi là phước. Và trí của Ngài là tự giác giác tha viên mãn. Tuy nhiên Ngài viên mãn rồi, nhưng mà Ngài vẫn phải nương và phải cùng mười phương chư Phật hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng mà lúc chưa viên mãn thì Ngài phải nương cái thần lực và nương những người đi trước, các vị Phật đã thành tựu. Rõ ràng từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà Ngài bắt đầu khởi duyên để tu hành, kết duyên để tu hành á, thì Ngài gặp Phật Nhiên Đăng, rồi bắt đầu lấy những lời của Phật Nhiên Đăng làm mục tiêu, làm cái chí hướng và làm cái nền tảng để đi. Có phải nương người đi trước không? Nương bề trên không? Và bắt đầu Ngài nương theo những cái hạnh nguyện và cái hành trạng của Phật Nhiên Đăng, cúng dường cho Phật Nhiên Đăng, rồi làm tất cả những gì Phật Nhiên Đăng làm. Thì nếu không có người đi trước thì không thể nào chúng ta thành tựu được, dầu cho làm Phật. Rồi những cái chuyện thấp nhất ở ngoài đời thì cũng phải nương vào tổ nghiệp, đúng không? Ví dụ ông thợ xây cũng có tổ nghiệp của thợ xây, ông thợ mộc cũng có tổ nghiệp ông thợ mộc. Tất cả ngành nghề trong thế gian đều có người đi trước để tiên phong và lập ra cái ngành nghề đó. Nhưng mà khi mình học một thời gian mình quên tổ nghiệp. Quên tổ nghiệp tức là cái người tổ nghiệp của mình hướng dẫn cho mình để thành tựu được cái chức nghiệp đó. Quên tổ nghiệp. Thì khi mà mình quên tổ nghiệp như vậy đó là mình không có biết ơn đến tổ nghiệp. Nên Hòa Thượng Tịnh Không làm một cái lễ sau khi tâm thề hệ niệm xong đó là cúng tổ. Cúng tổ nghiệp, cúng các vị tiền bối đi trước. Cho nên cái điều quan trọng thứ nhất mà dân nhàn sở dĩ mà kêu rằng là hôm nay có được cơ ngơi Tịnh Thất Quan Âm, thì không phải là chùa cao Phật lớn. Tuy nhiên anh em huynh đệ ở trong đó rất là hài hòa. Cái lúc này mà kêu còn lại số lượng người đông trên đó thì không phải là dễ. 5-3 người là thấy lộn xộn rồi. Mà cái phước của từng thầy, từng chú, từng cụ có trong đó, cho nên mới ở được cái môi trường đó. Hết phước cái là họ phải đi. Em bữa chúng tôi nói thằng ăn cướp á, nó phải có phước nó mới có thể ăn cướp được. Cái phước của nó chuyển sang làm điều ác. Hòa Thượng cũng hay nói thằng ăn cướp nó cũng phải có phước nó mới ăn cướp được. Nó nói là cái điều mà tệ nhất trong xã hội là ăn cướp giết người, nhưng mà phải có phước mới ăn cướp giết người được. Trong một đám đó cùng bị bắt nhưng mà mấy đứa nó có phước che chở cho nên tù nó nhẹ, cái án nó nhẹ, nó ngồi. Đây là một cái, đây là một loại vật chất, một loại vật chất siêu hình. Phật Bồ Tát thấy cái loại vật chất này rất rõ. Còn mình thì mình thấy khi mà mình làm phước, mình công quả, công phu gì đó, mình làm phước thì mình không thấy nó. Coi như mình bỏ tiền ra mình cúng dường coi như là mất, không thấy nữa. Nhưng mà cái phước báu vô hình này nó rất là rõ ràng đối với chư Phật Bồ Tát. Thì chỉ chư Phật Bồ Tát vô lượng đời kiếp đã bố thí nội tài, đầu óc, tỷ não, thân thể của mình, ai xin gì cho đó hết. Còn mình thì khác hẳn với Phật luôn, cho nên mình trở ngại. Mình không những không cho mà đem những loài súc sanh, gà, vịt, heo, chó, dê, ngựa đắp vô cái thân của mình. Đây là cái điều phải nói là rất là đáng thương. Đây là kẻ đáng thương, cực kỳ đáng thương.
Hôm qua có mấy cô từ Hải Phòng vô tha thiết nghe để muốn gặp. Chiều chúng tôi ít có lên, nhưng mà hôm qua lên sắp xếp một tí công việc. Bữa nay là chắc là không lên, buổi chiều bắt đầu vô hạ. Ngồi hỏi nói chuyện xong thì cuối cùng các cụ 72 tuổi, 65 tuổi, hầu như các cụ lớn tuổi đều không ăn chay trường, mới ăn chay kỳ 1-2 ngày. Chúng tôi nói họ vỡ lẽ ra. Hồi trước giờ họ nghĩ ăn thịt đâu phải là sát sanh đâu. Nhưng mà ông Tổ nói là cái sát sanh tàn khốc nhất của con người đó là ăn thịt. Kẻ trà lưới, kẻ săn bắn cũng vì cung cấp cho người ăn thôi. Phật Bồ Tát thì có thể đem đầu mắt tỷ não bố thí cho tất cả những người người ta cần. Mà khi người ta tới người ta xin, người ta đòi, đó là mình nợ người ta, các ngài hoan hỷ trả liền, người ta xin cho luôn. Nhưng mà với điều kiện là phải chứng đắc được pháp thân thanh tịnh thì bố thí đầu mắt tỷ não không có phiền não, tâm như như bất động thì mới được. Chứ mình mà đem đi đầu não, ví dụ người ta vô nói nghe thầy Dứt Nhàn nói chuyện bố thí nội tài đầu mắt tỷ não thì thầy cho tôi con mắt, ôi tôi chịu thua, tôi không làm được cái chuyện này, cho cái tôi mù liền, tôi phiền não cho đó. Chưa chứng đắc được pháp thân thanh tịnh thì nội tài là công sức mình làm thì được, chứ mình lấy một phần trong cái cơ thể mình là cái chừng chướng ngại. Mình chưa phá được thân kiến mà. Cái thân mình còn để sử dụng, mà mình đem móc mắt, móc mũi, móc đầu, chích máu để chép kinh, cái thân này nó bệnh hoạn, nó trở ngại cái thì sao? Thì trở ngại luôn cái tâm luôn. Nhọc nhằn thân tâm là thất bại. Thì Phật Bồ Tát ngài làm được chuyện này, bởi vì ngài chứng đắc pháp thân thanh tịnh, ngài cũng từ bước đầu bố thí nội tài. Rồi sau đó rồi bắt đầu từ cái nội tài bố thí này, bắt đầu là nó chứng nhập pháp thân thanh tịnh thì bố thí nội tài độ mắt tỷ não là chuyện bình thường. Ngài thấy nó là giả, vài bữa cũng chết, cũng thiêu nó thành tro thôi, bây giờ thôi cho trước người ta cho nó có phước. Ngài nghĩ như vậy ngài làm được, còn mình nghĩ như vậy mình làm được không? Làm thì Già Xá Lợi Pháp mà làm chưa được mà. Người ta xin con mắt phải, kêu mắt phải nó hôi quá, tanh quá, làm thuốc không được, cho xin mắt trái nữa, vừa móc thêm mắt trái nữa ra là thối Bồ Đề Tâm đi. Bố thí ba la mật không phải là dễ, nhưng mà ngài đã từng trải xả đến nỗi là kêu là trong khắp cõi không gian này và trong khắp cõi địa cầu này và trong mười phương pháp giới không có chỗ nào mà không có đầu mắt tỷ não thân của Phật Bồ Tát từ vô lượng kiếp đến bây giờ để mà trang rãi cho vạn loại, để mà bố thí cúng dường. Vậy ngài mới thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác chứ. Còn mình bố thí một chút xíu công sức của mình bố thí không nổi. Sáng ra để tụng kinh công phu tu hành mình cũng tiếc cái ngủ, mình cũng không bố thí được cái ngủ luôn. Thì mình là phàm phu quá cỡ phàm phu ấy. Mà không những như vậy mà còn đem thịt chúng sanh đắp vô thịt mình nữa. Đem những cái gì ngon đem chút vô trong cái giả này thì vẫn là phàm phu thôi. Thì như vậy cái phước báu mình không có là nội tài không bố thí. Đi quét cái sâm chùa cũng quét không được. Đi giúp các cụ già làm những cái việc công sức của mình bỏ ra, mình không có tiền tài đúng không? Mà chúng tôi báo với quý vị là nội tài khó hơn ngoại tài đó. Có thể người đó đem cho người khác là vài chục tỷ được, nhưng mà kêu họ vô quét cái sâm chùa, nấu bữa cơm, họ để mà họ làm cái gì bằng tay chân họ làm không được. Nội tài là một phước báu rất thù thắng. Đó, chúng tôi nói với quý vị, từ lúc chúng tôi đi xuất gia làm sao chúng tôi làm ra được đồng bạc nào đâu, không có một đồng xu ten nào hết trơn á. Vậy mà bố thí nội tài dẫn chúng nè, hướng dẫn họ niệm Phật nè, thuyết pháp nè, pháp thí qua nội tài nè, rồi lập phòng hộ niệm giúp cho các cụ. Vậy mà bây giờ không thiếu gì hết trơn, dịch bệnh đại chúng vẫn yên ổn để ở đó tu hành. Lẽ dĩ nhiên cái phước của đại chúng, nhưng mà cái người chủ tàu, đầu tàu vẫn là quan trọng. Thì cái kinh nghiệm sống của chúng tôi là phải bố thí nội tài hết mình. Và Thượng Tiền Không nói một câu: tôi không có lo gì cho bản thân tôi hết đó, có Phật Bồ Tát lo rồi. Đây là nương nơi tổ phụ, nương nơi Phật Tổ. Thì như vậy hôm nay sở dĩ mình nghèo là gì? Do không biết bố thí nội tài và ngoại tài. Có nhiều người người ta nói con còn có 100 triệu, 50 triệu, 20 triệu tiền không có mà ăn làm gì biết bố thí cúng dường. Nhưng mà có những người họ nghèo hơn mình, họ làm được. Hai vợ chồng chỉ có cái khố à. Cái khố là miếng vải quấn cái thân lại rồi đi ra xin ăn. Rồi chồng mà đi xin thì vợ phải ở nhà, chứ chồng chuồng sao mà ra ngoài được. Rồi vợ ở nhà thì chồng đi, mà chồng ở nhà thì vợ đi xin ăn.
bữa đó rồi kêu sao người ta cũng là con người mà họ đầy đủ quần áo lên xe xuống cổ vua chúa rồi những người thương gia giàu có mà mình nghèo mà còn cái khố là tài sản, sao mình nghèo quá như vậy nè, thôi mình đợi Phật đi ngang qua mình cúng dường cho Phật ấy. Mà đã là cúng dường là hết tài sản luôn á, cái khố là cái miếng vải che thân mà tài sản của họ để đi xin ăn. Đức Phật đi ngang qua, họ ngồi ở bên trong cái nhà lá đó, họ dâng cái khố lên họ cúng, họ dâng cái miếng vải quấn thân họ cúng. Khi họ dâng lên họ cúng thì Phật để bàn tay lên, Phật chứng minh thôi, Phật chứng minh và Phật không nhận, thì cái phước mà từ cái tâm mà cúng đó là đã có rồi. Nhưng mà bà cũng không có mất miếng vải. Rồi Phật về, bắt đầu Phật thuyết một thời thuyết pháp tại đó, thì những vị vua Ba Tiên Đặc, các vị trưởng giả cấp cô độc, khi nghe Đức Phật nói như vậy xong rồi đó nha, là những vị đó đến xây nhà xây cửa lo lắng cho cái hai vợ chồng an sinh đó. Thì cúng cho Phật nó được một cái phước báo thù thắng, nhưng mà Phật cũng không có nhận cái khố đó làm gì hết. Nhưng mà nhờ cái tâm địa phát xuất ra chấp nhận cúng cái khố này là chết, không đi sinh cũng chấp nhận luôn. Thì người này trong hiện đời phước báu do nhờ Phật tán thán thôi, cái phước của Phật mà chỉ tán thán thôi mà hai vợ chồng đó là đầy đủ của cải vật chất, nhà cửa đồ, và chết sanh thiên nữa. Thấy cái phước cúng dường không? Thì bây giờ Phật nhập niết bàn rồi, không có nữa. Nhưng mà mình đem cái gì mình cúng dường Phật? Hương hoa, rồi mình cúng dường hoa hoa quả, rồi mình cúng dường bằng cái tâm chân thật cung kính của mình, và mình nghe theo lời Phật dạy, thì cái người này phước báu cực kỳ lớn, rất là lớn. Cho nên thành ra sở dĩ mình làm ăn thất bại là phước báu của mình bị tổn thất. Nội tài không biết đâu là giúp người nghèo, không biết đâu là giúp của cái công sức của mình cho tam bảo, cứ lúng vào chuyện làm ăn, không bao giờ nghĩ đến cái chuyện chùa chiền, không bao giờ nghĩ đến cái chuyện người nghèo. Đang làm ăn được rồi cứ phóng theo và làm đến mức độ là nó sụp một cái rầm xuống, là lúc đó bắt đầu mới hỏi ôi, kêu mình là gì? Thiếu may mắn. Không phải thiếu may mắn mà hết phước. Trong mạng bắt đầu tài giảm, trong mạng trí của mình bắt đầu là phước đó, phước trí của mình bắt đầu nó kém xuống. Thì cái đầu tiên của con người mình làm ăn thất bại cũng như người tu sĩ trở ngại là không biết bố thí nội tài và ngoại tài. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không gặp Chương Gia Đại Sư hỏi: bạch thầy, có phương cách gì nhập vào đạo nhanh nhất? Chương Gia Đại Sư không trả lời, ngồi 15 phút. 15 phút sau ngài nói có. Rồi để 15 phút sau nữa nói có, mà cái gì đây này? Đợi đến nửa tiếng đồng hồ ngài mới nói hai chữ là bố thí. Từ con đường này nhập vào đạo, đây là cách nhanh nhất. Hòa Thượng Tịnh Không nói: con có tiền của đâu mà bố thí, đi làm ăn nó nghèo quá trời luôn, mà đi mua sách mà mượn nợ, chừng làm có tiền mới lại đem đi trả, đâu có tiền đâu mà để bố thí. Ngài nói: ông có một đồng để bố thí không? Kêu một đồng thì có. Vậy thì ông làm hai đồng với mình có 1.000 không? Có. Ví dụ mình có 2.000 thì bây giờ mình gì? Mình bố thí 1.000, còn 1.000 mình ăn, tiết kiệm lại. Thì cuối cùng ngài nghe cái ngộ ra, bắt đầu từ 1 đồng ngài bố thí 2 đồng, 10 đồng, 50 đồng, từ từ đến bây giờ thì cái sự bố thí của ngài là kinh khủng. Xe container, mà xe lớn tàu mà chở tượng Phật từ Trung Quốc qua bên Hồng Kông, mà chở phải nói là toàn là container qua để tặng cho người ta, mà tính tiền chục tỷ không, chứ không có tính tiền 100 triệu nữa. Ở đâu ngài có vậy? Từ nó cái trong mạng ngài bắt đầu có tài. Cái người mà trong mạng có tài rồi họ làm đâu là có đó, nó ngộ. Và trong mạng không có tài mà tính suy nghĩ nhất dạ sanh bá kế, 100 cái kế tính ban đêm ngủ cũng không có, là không có. Nó ngộ cái chỗ này. Thì đó là phước đức của con người là nền tảng căn bản. Nền tảng căn bản. Cái này chúng tôi thấy rõ. Cái người mà họ thường bố thí cúng dường thì người này phải giàu có. Cũng như là quý vị thấy có một cô Phật tử mà cũng thường giấu tên, cổ làm mà Ba La Mật cô không thích nêu tên. Mà chúng tôi nói thì có nhiều người mường tượng ra được. Hầu như là lúc trước chúng tôi in kinh 2 tỷ là cổ 1 tỷ. Làm cái gì là điều là có là một nửa với tinh thất mình hỗ trợ. Và hầu như gần như là những công việc của cổ là hay hỏi chúng tôi.
Tuy rằng chúng tôi không có kinh nghiệm nhiều, nhưng mà chúng tôi định đoạt được cái gốc nền tảng đó là phải làm sao giữ được cái phước. Bản thân cuộc sống rất là đơn giản, ăn uống cũng rất là đơn giản, tiết kiệm, đi chung với mọi người lên Đà Lạt, đi nước ngoài, đi nước Úc, đi này nọ nọ, đi các nơi mà gần như là có ăn mà người nào cũng giật mình sợ. Người ta thì có nhiều cô uống rượu ăn thịt, trời ơi ăn như cổ lên Đà Lạt, có vô trong cái vùng mà Hồ Tiền Lâm, người ta có những cái nhà người ta nướng heo rừng, thịt rừng người ăn, họ ăn mấy cô còn ăn kinh khủng. Còn có làm gì, còn mang theo cái bánh gì đó sơ sơ cô ăn, người ta nói ổ cô ăn về sao sống nổi. Mà không phải 1-2 ngày cô đi, 4-5 ngày cô đi, trong thời gian đó cô ăn rất ít. Thì cái người ăn ít đó họ cũng tích cái phước cô ăn. Còn mình ăn quá nhiều vô cho nó tổn thương nội tạng, và ăn hả hê, ăn không hết là bỏ, thì cái phước nào mà mình còn nữa vậy? Thấy không? Rồi cái phước ăn nó hết, cái là có tiền có đồ ăn mà ăn không được, là phước ăn hết rồi đó. Có tiền mà xài không được, rồi bắt đầu trong mạng mình là bắt đầu là không còn cái tài ở trong mạng mình. Cho nên ra là cái quan trọng là phước báu nghe anh em huynh đệ nha. Phước báu, phước báu này là phải làm bằng nội tài và ngoại tài. Mà làm cái phước nó có cái chỗ này quan trọng. Người ta có cái phước báu, người ta làm, người ta tính toán để có tiền lại, người ta thành công có tiền. Đó là vẫn là phàm phu thôi. Còn các hàng thánh nhân Bồ Tát á, họ có tiền họ làm, không nghĩ đến cái chuyện thu nhập lại. Cái chuyện này khó. Cái khó. Thực ra cái chỗ này chúng tôi thỉnh thoảng cũng có chạm phải những chỗ này. Quý vị thấy vừa rồi làm cái máy MB4 1 tỷ mấy 2 tỷ đúng không? Thì cái cô Phật tử đó cũng một nửa rồi đó. Thì chúng tôi làm, có khi nào chúng tôi đem cái máy ra bán lại để lấy vốn không? Không. Cái này là cách làm của Bậc Thánh Hiền. Hòa Thượng Tịnh Không làm kiểu này. Ví dụ chúng tôi in kinh Văn Sao đã tính ra cũng gần chục tỷ, có khi nào chúng tôi đem đi bán không? Không. Nhưng mà những người phàm phu nói nếu mình làm vậy thì hết vốn thì sao? Phàm phu nghĩ là nếu mà làm như vậy là hết vốn. Còn các hàng thánh Bồ Tát tin tưởng 10 công đức ấn tống kinh tượng Phật thì họ tặng miễn phí, thì cái phước của họ vô hình chung nó lớn gấp trăm lần họ đem đi tiền 5-10 tỷ họ làm để họ lấy lại vốn, hoặc họ bán kiếm chút lời. Không có 10 công đức bán kinh tượng Phật, mà 10 công đức phước báu ấn tống kinh tượng Phật là tặng miễn phí. Người đời, cái kiểu của người đời, phước họ chỉ bằng cái chén, đó là họ có được 5 tỷ họ làm, họ kiếm vô thành 6-7 tỷ. Làm phải có lời chứ. Thì một số các chùa mình cũng có cái điều là phòng kinh sách, rồi xây lên một cái tháp để cốt, vân vân. Nhưng mà riêng đối với chúng tôi là thực sự cảm ơn một bậc tổ phụ đi trước, là Hòa Thượng Tịnh Không đến bây giờ là ấn tổ, ngày dạy rất kỹ. Ngày kia mình cứ đem ra cho đi, thí xả một cách vô tư đi, không điều kiện đi, nó sẽ đến gấp trăm lần mình có điều kiện. Ví dụ những người đem vô trong phòng hộ niệm, cái chuyện mà thay tả cho uống sữa đồ này là chuyện nhỏ, nhưng mà cái chuyện mà đại chúng đi ra để mà phục vụ lo lắng hàng ngày lau rửa là cái chuyện này là khó cực kỳ. Thế mà đại chúng mình lo không có một điều kiện, thì cái tâm họ không có điều kiện thì tâm người này rộng lớn như hư không. Mà tâm người này có điều kiện thì nó nhỏ như một cái chén. Ví dụ biết cái tâm mình không điều kiện giống như biển cả là thâu nạp tất cả các dòng sông, tất cả các phước báu của thánh phàm họ thâu nạp được hết. Cái chỗ này quan trọng mà ít có ai hiểu nổi. Dĩ nhiên trong cuộc sống mưu sinh mình chưa đủ khả năng làm cái chuyện là không điều kiện đúng không, thì mình cũng là làm có điều kiện là kinh doanh phải kiếm chút lời. Nhưng mà khi có đồng lời đó mình không có xài cho bản thân mình nhiều, mà mình đem đi bố thí cúng dường, phước càng nhân thêm phước. Còn đến một cái điều kiện, đến một cái lúc nào đó mình có khả năng làm được không điều kiện, thì đây mới là một cái tâm rằng là tâm đồng tâm chư Phật. Phật khai triển cái tâm của Ngài là không có một ranh giới điều kiện. Bắt đầu mình làm, chúng tôi đầu tiên khổ nghèo nhất nuôi 4 bà già, không một điều kiện, một đồng bạc nào hết, các cụ già đến bệnh hoạn lo từ A đến Z. Cái này không phải chúng tôi nói khoe khoang kể công, mà chúng tôi nói để anh em mình làm sao là học theo cái tâm của Thánh, của Phật, của Bồ Tát.
Đó. Thì cái phước báu của mình khi có rồi thì con người này không ai giành được. Ví dụ tiền bạc mình có tỷ này tỷ nọ, vàng của cải vật chất đồ gửi ngân hàng thì có ngày nó mất. Nhưng mà đã có phước báu rồi là không ai giành mình được hết. Cái phước báu này nó siêu lắm. Ví dụ mình có tiền xe tông một cái rầm, mình vô trong nhà thương bắt đầu mình mới chạy chọt đưa bác sĩ đồ, nó bu vô tiền nhiều, họ tới họ lo lắng thuốc men đầy đủ phải không? Nhưng mà cái tiền này là một phước báu rất hữu hạn. Vì sao? Vì nhiều lúc nó không cứu được thọ mạng của mình. Nhưng cái phước báu cúng dường, phước báu cúng trai tăng, phước báu lo cho chư tăng, thì thay vì nó tông cái rầm nặng phải không, nó thành nhẹ. Cái phước đó nó che chở ngay lúc đó luôn. Còn cái tâm mình quá rít rống, quá keo kiệt, quá ích kỷ, tiền đầy hết trơn mà tông cái rầm nặng nó thành nặng hơn, nhẹ nó thành nặng. Cái điều này quý vị nhìn thấy rõ, có. Và vô bác sĩ chịu không được, chết trên đống tiền. Bởi vì có phước mà không biết xài, gọi là hưởng si phước. Chỗ này đại chúng nghe cho kỹ. Tuy rằng cái người tu sĩ thấy họ lèn quen hả nha. Cái vị này gọi là được gọi là trì địa Bồ Tát, họ lèn xèn mà rất rất vậy đó, mà họ đi đắp đường, xe chạy ngang qua bụi bặm cực kỳ vậy đó, mà họ lắp mấy cái ổ gà, họ làm những chuyện đơn giản vậy thôi mà phước báu của họ kinh hồn. Đó. Cho nên thành ra cái nguyên lý mà chúng tôi nhìn nhận ra được là khi mình có phước rồi đó ha, thì là có phần. Ví dụ như là mình muốn xây cái chùa, hoặc mình muốn lo một công việc gì đó mình chưa có phước, mình biết liền, mượn mỏ cũng không có, mà mượn cũng chật vật vô cùng, đi xin đi kêu gọi cũng không có, là mình biết là mình thiếu phước rồi đó. Thôi để đó, bắt đầu tích, tích trữ bằng cách đầu tiên là tiết kiệm cho bản thân, và đời sống khắc kỷ, tức là không có xe hoa, ăn cũng không có, ăn quá nhiều và quá nhiều món và phung phí, mặc cũng như vậy, chỗ ở cũng là đơn giản, thì bắt đầu mình tích phước cho mình. Một mặt nữa là bắt đầu làm phước, vừa tích phước vừa làm phước thì phước nhanh, phước nó mau lớn nhất. Còn vừa làm phước mà vừa hưởng phước thì nó quề vốn, coi như ngang nhau, không có cái gì dư hết trơn. Cũng như mình có tiền mình xài xài bạc mạng luôn, làm cũng bạc mạng luôn, cuối cùng không dư. Rõ ràng còn người mà họ làm rất là bình thường thôi, nhưng mà họ biết tiết kiệm, cho nên năm họ dư cũng được vài tỷ, thì đó là do biết tiết kiệm. Không, mà tiết kiệm là tích phước rồi bắt đầu làm phước nữa, thì phước người này cao như núi. Làm không chấp giờ mình làm nữa thì cái phước này là cực kỳ lớn. Thấy không? Cho nên thành ra là cái việc đầu tiên với nhàn nói mà không có thời gian nói, đó là cái phước mình phải tích, mình phải dự trữ và mình phải bò mót. Rồi cái thứ hai là làm sao để phát sanh được cái trí tuệ. Khi mà con người mình đã có trí tuệ rồi đó, thì làm việc gì cũng chúng cũng thành công. Mà trí tuệ đây là cái trí tuệ lợi mình lợi người nha. Cái trí khôn, cái trí khôn mà gọi là xảo dối trá và tìm cách để hại người mà lợi mình, thì cái này không phải là trí của Phật. Đây trí của phàm phu, gọi là phàm trí. Mà cái trí của Phật Bồ Tát Thánh Hiền là phải lợi mình lợi người. Còn không cũng phải là lợi người trước đi rồi lợi mình sau. Và không nên là hại mình lợi người. Mình phàm phu không thể làm được chuyện này. Hại mình đó, tức là đem những cái gì của cải tài sản vật chất thâm đầu mắt tỷ não bố thí hết lợi cho người, thì coi như mình chưa chứng được pháp thân là mình trở ngại ngay. Cho nên thành ra là cái việc mà để làm ăn sinh sống bất cứ chuyện gì cũng vậy, phải đem cái hàng đầu lên, đó là lợi người lợi vật, là trong đó lợi mình sau. À, thì mình sẽ thành tựu. Thì cái việc này là ngoài thương trường họ ít nghĩ đến chuyện này. Thôi lợi mình đã, còn người ta hại, thiệt hại người ta đến đâu kệ, miễn sao ăn ngon đã, bao nhiêu con thú nó chết mặc kệ, thì mình thất bại. Tức là mình suy nghĩ cái kiểu của mình xưa nay là cứ việc tốt cho mình đã, mình sống lâu đã, mình khỏe mạnh đã, còn người ta sao kệ, con súc sanh nó chết nó kêu la trong giữa đêm trường trong lò mổ sao kệ, thì cái này là mình trở ngại. Nhưng mà trong cái cách để mà lập trình một cái trí tuệ đó, thì Hòa Thượng Tịnh Không có cái cách của ngài. Ngài nói là buông xả tất cả sẽ được tất cả, và nhìn thấu buông xả thì trí tuệ ngay đó xuất hiện.
Cái lối của Hòa Thượng Tịnh Không là nhìn thấu buông xả, là trí tuệ xuất hiện. Còn cái lối của Tổ sư Ấn Quang là phải gì? Muốn cho trí tuệ phát sanh thì nghiệp phải làm sao cho nó tiêu. Thì cũng giống nhau thôi, hai hình thức nói khác nhau mà giống nhau là chung một cái ý. Hòa Thượng Tịnh Không nó là nhìn thấu buông xả, tức là lòng tham, cái nghiệp tham nó giảm xuống. Nhìn nó là giả buông xả thì bắt đầu trí tuệ. Sở dĩ cái trí tuệ không phát sanh mà do tham sân si nó làm vẫn đục thôi. Mà nhìn thấu buông xả, sân hận, rồi bực tức, rồi tham lam, rồi si dại. Khi buông xả được thì bầu trời chân tánh của trí tuệ xuất hiện. Còn cái cách của Ấn Tổ là gì? Cái cách của Ấn Tổ đó là ngài làm sao cho nghiệp phải tiêu thì trí tuệ sẽ phát sanh. Gọi là nghiệp tiêu trí rạng, khai minh tâm địa. Muốn cho nghiệp tiêu thì bây giờ chỉ có là niệm Phật thôi. Tiêu túc nghiệp và kêu tiêu những nghiệp trong hiện tại. Và trong cái niệm Phật đó, ngài kỹ hơn đó là phải giữ lòng thành kính, muốn cho cái trí tuệ phát sanh. Những vị đi trước này họ có cái cách của họ, đó là cách vật chứ, ngăn cách được lòng tham và vật dục. Vật đây tức là vật dục, những ham muốn về ăn cũng là vật dục, ham muốn về ngủ cũng là vật dục, ham muốn về tài vơ quét của cải người ta cũng là vật dục, ham muốn về sắc dục cũng là vật dục. Cái cách vật đó là cái vật là chỗ đó, đó cách vật là chỗ đó. Ngăn cách được vật dục, ngăn cách được lòng ham muốn là cách vật, thì cái biết của trí tuệ xuất hiện, đó là trí tri. Cái người đó họ niệm Phật hàng ngày, họ tu thiền định hàng ngày và họ trì chú hàng ngày rất tinh tấn, nhưng mà họ không ngăn cách được vật dục. Giữa vợ chồng giàu cho là chánh dâm, họ cũng gì phạm phải đòi hỏi quá đáng, thì đây gọi là vật dục của chánh dâm, cũng tổn thương cái người nam và cũng tổn thương người nữ, ngầm tổn thương dơ bẩn tự tâm hết phước báu. Và cái tâm mình cứ nghĩ đến cái chuyện là lấy vật dục này, lấy sự dâm dục làm vui, thì đầu óc đâu mà để kinh doanh làm ăn, đầu óc đâu mà để tu hành nữa, thì làm sao phát sanh trí tuệ được. Ngăn cách vật dục gọi là cách vật, thì cái biết của trí tuệ gọi là trí tri. Dùng danh từ rất tuyệt, rất chuẩn mà rất gọn, cách vật thì được trí tri. Mà khi có trí tri là có cái biết của trí tuệ, thì tâm người này luôn là nghĩ chân chánh, gọi là chánh tâm. Mà khi có chánh tâm rồi thì người này ra đối duyên xuất cảnh đều là thành ý, ý người ta thành thật không có dối trá. Cái phước từ đây thành ý chánh tâm, bắt đầu lúc đó họ tu thân được rất dễ dàng. Họ tu thân tức là thân không sát sanh trộm cắp tà dâm, miệng không nói láo, họ tu rất dễ dàng. Lúc đó họ tu thân rất dễ dàng. Cái này là quy trình của các vị đi trước đó. Muốn cho trí tuệ được phát sanh thì cái lối của Hòa Thượng Tịnh Không là phải buông xả, nhìn thấu buông xuống, đó là trí tuệ chân thật, đúng không? Quý vị hay nghe nói đúng không? Còn cái cách của Ấn Tổ đó là làm sao cho nghiệp tiêu là phải niệm Phật. Niệm Phật để rồi một mặt cũng phải ngăn cách được vật dục, thì cái biết của trí tuệ xuất hiện. Mà khi cái biết của trí tuệ xuất hiện rồi thì chánh tâm thành ý, lúc đó người ta sẽ tu thân được và gia đình người ta sẽ an ổn, gọi là tề gia. Mà khi tề gia được thì trị quốc bình thiên hạ quá dễ dàng với họ luôn. Thì có phải là mình phải nương người đi trước không? Nương nơi tổ phụ không? Ví dụ như mình tu đi, mình học hết những giáo điển xong rồi mình kêu thôi, tự lực mình được, không còn Phật Bồ Tát gì. Phật Bồ Tát chỉ cho mình phương tiện thôi, coi như là cũng không quan tâm gì đến chuyện Phật Bồ Tát gì hết. Mình chứng ngộ, mình có Phật sẵn trong này, thì người này trở ngại. Cái vấn đề mà kêu để nương nơi người đi trước, nương nơi tổ phụ, nương nơi Phật Bồ Tát á, họ không có làm được điều này thì họ là tự lực. Họ tu tự lực. Tự lực tức là họ nói là không có Phật lực, không có cái chuyện gì bên ngoài, chỉ là trong tâm họ thôi. Phật chỉ là người chỉ cho họ được trong tâm này thôi, chứ không có gì nữa hết. Không đưa người đi trước thì chúng tôi mới nói là phước báu trí tuệ và Phật lực gia trì. Ba cái này là một con người tu hành, nếu mà nung đúc ba cái góc này thì người tu hành thành tựu. Còn nếu mà cái người mà kinh doanh thương trường bên ngoài không có phước báu là kinh doanh không được. Và có phước báu rồi đi hưởng phước báu không có trí tuệ thì cũng không thể thành tựu lâu dài được. Và không nương nơi người tổ phụ. Tổ phụ đó là cha mẹ, là người mà truyền cho mình được cái ngành nghề đó. Mình không biết ơn. Chúng tôi thấy là Hòa Thượng Tịnh Không một người mẫu mực mà mình phải nương theo các ngài. Cứ đến một năm đó là khi làm giỗ Ba Hàng Quán Trưởng là bắt đầu nhắc đến ba vị thầy.
giáo sư Phương Đông Mỹ dạy triết học Phật giáo cho ngài. Rồi ngài Trương Gia đại sư là vị thầy khuyến khích ngài đi tu. Ông độc thân, ông không có gia đình, ông đi tu là tốt. Và thứ ba đó là ngài Lý Bỉnh Nam dạy cho ngài học Phật pháp, dạy cho ngài để giảng kinh. Ba vị thầy này ngài tôn trọng. Và một bà đó là bà hộ pháp, đó là hàng cư sĩ, biết ơn đến người đi trước, những người tiền bối, những người tổ phụ. Khi đi đâu về là gặp thầy đầu tiên. Trong túi mình có tiền thì cúng tiền, trong túi mình mua vật dụng được thì cúng vật dụng, không bao giờ quên thầy. Thì người này là nương người đi trước. Mà vị thầy giàu cho ngài Lý Bỉnh Nam mất rồi đi, giàu cho ngài Trương Gia mất rồi đi, nhưng mà khi tần số khởi lên nhớ đến thầy là thầy có mặt trong tâm tưởng, có khi nói chuyện nhau được, có khi mình trở ngại thầy giúp cho mình được. Nhưng bây giờ học trò không còn như vậy nữa. Học trò không còn như vậy nữa. Học một thời gian biết được chút đỉnh rồi, làm theo ý của mình, muốn đi đâu cái là đi, chỉ trình thưa thôi chứ không có hỏi ý kiến. Thất bại, thất bại. Lẽ dĩ nhiên nhiều lúc chúng tôi về cái trí, cái phước, về cái việc mà để tu hành thua các vị đi, các chú, các thầy coi như xuất chúng đi, giỏi. Nhưng mà mình cũng gì, tôn trọng người đi trước. Tuy rằng người ta thua mình, người ta không bằng mình, mình nói là cái trí của ông Giác Nhàn không bằng tôi đó, tôi định đoạt được cuộc đời tôi đó. Rồi cái phước của ông Giác Nhàn cũng không bằng tôi rồi đó. Tôi ra tôi làm là có tiền tháng 5-10 triệu đó, năm vài chục triệu, vài trăm triệu gì đó. Thì mình cũng phải tôn trọng người đi trước, là phải hỏi ý kiến là tôn trọng. Còn mình thưa để mình đi theo đường hướng mình thì không phải là hỏi ý kiến, thì không phải là tôn trọng. Thì người này trở ngại, trở ngại chắc. Bởi vì cuộc sống của họ từ người mẹ nung đúc là tự ý, không có xin ý kiến cha mẹ. Rồi đến vô chùa cũng như vậy luôn. Thì người này không nương người đi trước. Nương người đi trước mà hiện hữu trước mặt thôi nha. Chưa nói cái người đi trước đó là Phật Bồ Tát, cái thần lực của Phật gia trì nữa. Thấy không? Thì mình thất bại. Cho đến khi mà Hòa Thượng Thịnh Không mà ngài nói rằng là những ngày giỗ tôi phải nhớ ơn của thầy tôi, ba vị thầy. Còn mình thầy còn sống nha, chưa chết á, mình còn không hỏi nữa chứ đừng có nhớ ơn. Nhớ ơn là cái chuyện là quá xa vời rồi, còn hỏi còn không có nữa. Thì người này trở ngại. Thì bản thân kinh nghiệm của chúng tôi, cái lúc đầu tiên bắt đầu đi học hành và cực kỳ khó khăn, gian nan, khổ cực, thiếu thốn bội bề, mãi đến khi mua được miếng đất người ta cúng dường ở trên tỉnh thất Quan Âm đó, và cũng chật vật. Mà từ khi nghe lời Hòa Thượng nói một cái là mình thấy có thọ dụng liền. Thôi ở nhà niệm Phật đi, Phật Bồ Tát không bỏ mình đói đâu, 3 năm có thành tựu. Nghe nói cái là chúng tôi làm theo. Thế có phải cảm ơn người đi trước không? Có phải nương theo người đi trước không? Đó. Ngoài cái chuyện mà mình hình thành được một đạo tràng, một sự nghiệp trong cuộc sống để nương người đi trước, nó còn một cái sự nghiệp của tổ phụ mình là Đức Phật Di Đà, là thần lực của ngài nhiếp thọ mình về cực lạc. Cái này là nương người đi trước. Mà nếu mà nương được, mà được cái việc này thì mới rốt ráo viên mãn hơn, hơn cả chùa chiền của cải vật chất bổn đạo gì gì trong cõi đời này đi nữa. Mà không nương phần thần lực của Phật đới nghiệp vãng sanh thì coi như mình cũng hai tay trắng bằng thông. Người tu tịnh độ mình phải nương thần lực của Phật A Di Đà để nhiếp thọ mình vào liên thai để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc chứ, đúng không? Đó có phải là nương người đi trước không? Nương tổ phụ không? Nương thần lực của Phật không? Chúng tôi thấy có một số những người họ không có một cái tôn trọng người đi trước, các bậc tiền bối, thì con cái của họ sẽ không tôn trọng họ. Chắc chắn là như vậy, bởi vì cái tâm khinh nhờn của họ quá lớn. Khi làm được cái gì coi như mình là bá chủ hoàn cầu rồi, mình là nhất trái đất rồi, mình là đỉnh cao của thượng đế rồi, coi như coi ai không ra gì hết trơn. Thì cái người này gọi rằng là tâm đức họ không có, rồi phước báu họ không có, họ không biết bố thí cúng dường, không biết giúp đỡ người nghèo. Phước đức cho của họ cũng không có, tâm đức cũng không có, mà trí đức của họ cũng không có. Bởi vì không tôn trọng người đi trước thì làm gì học hỏi được những người đã đi trước nữa đâu, không học hỏi được. Cho nên tôn trọng thầy mới được làm thầy, kính Phật mới được làm Phật. Câu nói nghe đơn giản đúng không? Nhưng mà lại làm không phải là dễ. Nên Tổ sư Ấn Quang ngày hay quở cái tu sĩ thời nay. Lúc trước mà may mà chúng tôi không gặp Hòa Thượng Tịnh Không để kêu mình hành trì, thì bây giờ cũng là ngông ngông nghênh nghênh, nghêu nghêu ngáo ngáo. Là gì? Cho mình là học giỏi, mình là đại thông gia,
Nói thì có mà làm thì không. Nói buông xả được nhưng mà làm không được. Nói có làm không. Thì cái chuyện gì xảy ra? Gặp chướng ngại hoài hoài. Rồi gì nữa xảy ra? Lúc chết tam đồ mở cửa đón nhận những người này. Nói được là không được. Nói buông xả, nó không chấp trước mà lại không, là làm không được. Vẫn chấp trước, vẫn không buông xả được. Toàn là khen mình chê người không. Bữa nay một số các vị giảng sư lên cứ nói mình tu kiểu này nè, mình làm kiểu này, mình chứng đắc kiểu này, là hoàn toàn nói mình không bao giờ đề cao một vị tổ, một người đi trước hết. Cho người khác có niềm tin với vị tổ đó, cái công đức mình biết cỡ nào. Mình là kẻ phàm phu ngu dốt, phước báu thì cạn mỏng. Nói để cho người ta tin mình thì là ngã chấp, phàm ngã quá lớn. Một thời gian lỡ mà cái phàm ngã nó xì ra cái là phạm giới, tạo nghiệp ác một cái là coi như tiêu hết. Cho nên ra là nếu mình là phàm phu mà không nương người đi trước, không nương Phật Bồ Tát các ngang, là trở ngại hoài hoài. Dầu cho mình chứng đắc gì đi nữa mà trong cõi này nó thối chuyển liên tục. Ngay lúc bây giờ mình có sự chứng đắc tâm muội nha, niệm Phật thành phiến đi nha, nhưng mà nếu mà mình không có huân tu kỹ là nó trở lại liền. Còn các vị Bồ Tát họ đã là vàng đã luyện nó rồng rồi, dao đã mài nó tinh xảo bén à. Dao do mài mà bén, vàng do luyện mà rồng, tinh rồng rồi, không có còn tạp chất nữa. Còn mình là có tạp chất nè. Cho nên mình phải giới thiệu người đi trước. Quý vị biết Phật với Phật cũng phải giới thiệu lẫn nhau. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng phải giới thiệu một vị Phật cổ Phật đó, Bồ Tát Quan Âm. Giới thiệu tất cả các vị Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền, đó là Phật Phật ca tháng lẫn nhau, Phật Phật giới thiệu lẫn nhau. Thấy không? Còn mình đây không giới thiệu. Một số mọi người hỏi các vị thầy đó, mà chúng tôi cũng giấu tên, mà vị thầy đó là thôi phải nói rồi, coi như mình là tiến sĩ đại thông gia, cái gì cũng xen vô chuyện người ta được hết. Mà cuối cùng gì? Nói có mà làm không đó nha. Nói có mà làm không á. Nói ra đây là giỏi cái trí tuệ mà thiệt ra là ngã chấp đầy mình. Nói là các vị tổ ở bên Tịnh Độ, một tổ thiền tông, như vậy các vị tổ này á, có phải là tổ hay không, hay tự dựng lên hay như thế nào, cho thầy ý kiến. Kêu các vị tổ đó là gần như là mọi người tín đồ tự dựng lên thôi, chứ cũng không có một cái sự ấn chứng của Phật. Lý luận đủ thứ toàn là nhập vào trong kinh tạng. Kinh tạng Nikaya mới là sự ấn chứng của Phật. Còn các vị tổ đó là tự mọi người dựng lên thôi. Trời, lộng ngôn, lộng hành kinh khủng luôn. Mình là kẻ người hậu học. Những người Phật tử, những người người ta nương nơi lời Phật tổ thì mình phải tán thán để cho người ta nương theo. Tất cả các tổ, ông tổ Tịnh Độ tự mọi người nương lên, chứ có cái thứ gì đâu trong đó mà phải theo kinh Phật, kinh Nikaya là đúng, đừng theo mấy ông đó. Trời ơi, chết ngắt rồi. Các vị đó là Phật Bồ Tát xuất hiện không? Ngài Vĩnh Minh là coi như là Phật Di Đà. Rồi Ngài Thiện Đạo là Phật Di Đà Tái Lai. Hầu như tất cả các vị đó là Phật Bồ Tát không. Còn mình đây là phàm phu mà thứ thiệt luôn, mà bây giờ làm cho người ta mất tín tâm. Cho nên là chúng ta nói với quý thầy kinh nghiệm chỗ này. Khi chưa xứng sơ quả, chưa chứng sơ quả, tâm mình dao động bất định, chưa cố định một cái pháp nào đâu. Tuy rằng bây giờ mình đang là tu pháp môn Tịnh Độ, mà chưa vô sơ quả nó vẫn chưa cố định đâu, nó vẫn lao chao, nó lẫn bất định, đang sống với phàm tâm, thì đều nương theo lời của những người đi trước. Nếu mình nói sai một cái, mình phải đọa địa ngục. Còn vô sơ quả rồi thì họ đã lọt vô dòng thánh rồi, thì họ làm cái gì đi nữa nó cũng lên cõi trời. Họ lên cõi trời 7 lần, xuống nhân gian 7 lần, họ lọt vô A-la-hán là vô sanh rồi. Lúc đó họ tự tin họ được rồi đó, cái pháp họ tu là phải trúng rồi đó. Còn mình đây là lan man bất định, nó không có cố định một cái chỗ nào hết, thì phải nương người đi trước. Đó, bây giờ thấy không ạ? Cho nên ra có một cái vị đó lên giảng pháp, thì ông nói là khi đến một cảnh giới cao rồi là không còn nhân quả nữa. Phật là phi nhân quả, không còn nhân quả nữa. Và cái nhân quả này đối với phàm phu là tạo quả ác thì gặp quả ác thôi, chứ thành Phật rồi thì một số những cái cảnh giới cao là không còn nhân quả nữa. Khi người ta nghe lên rồi bắt đầu người ta bắt tính nhân quả, thì cuối cùng ông đọa làm con trồn 500 kiếp. Khi bữa đó Ngài Bách Trượng đang giảng pháp, bắt đầu con trồn này biến thành ông già. Con trồn này trở thành ông già lụm khụm chống gậy đi vô. Nói thưa thầy, lúc đó là hai người gặp nhau chưa phải là lúc buổi giảng chứ. Con trồn biến thành ông già gặp Ngài trong cái thất, nói thưa thầy,
con làm chồn ngồi ngồi góc đó là mấy trăm năm nay rồi, cái đời nào chết ra làm chồn lại cho con, phỉ báng nhân quả và nói không có nhân quả. Bây giờ thầy có cách nào khai thị cho con để con tiêu nghiệp chướng, để mà con có thể nhìn nhận lại được hay không? Cái quả báo mà bao nhiêu người sai lầm phải nhận lãnh, cái lúc quả báo bắt đầu nhẹ rồi mới gặp được ngài Bách Trượng. Bách Trượng nói hôm nay ta chưa giảng pháp được, hôm sau đi người lên lên trên giữa đại chúng người hỏi đi rồi ta sẽ trả lời. Thì hôm sau lên hỏi ngài, ngài trả lời. Khi giờ hỏi là con người mình và nhân quả có hay không, thì ngài Bách Trượng ngài mới nói câu là bất muội nhân quả. Bất muội tức là không mê mờ với nhân quả. Phật có cái quả của Phật, quả đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông, phước trí nhị nghiêm, lưỡng túc tôn, cũng là một cái quả của Phật. Bồ Tát cũng có cái quả của Bồ Tát. Quả nào ra quả đó, nhân nào ra nhân đó, gọi là bất muội nhân quả. Không nghe cái lộn thốt kiếp chồn liền, phải mất 500 năm nói sai một chữ thôi về nhân quả là không có thôi. Đối với những bậc mà coi như là đã lên cảnh giới cao thế mà bị vướng vô, phải là người phàm phu chúng ta nương người đi trước không? Nương người đi trước mà người đi trước nói sai cái là xong luôn. Còn người đi trước mà y cứ nơi lời của tổ thì làm sao sai, đúng không? Đó. Cho nên thành ra là cái chuyện giảng pháp không phải là dễ. Mình phải y cứ đi trước. Mà hầu như bạn, những người bạn của chúng tôi đi học nước ngoài về cũng như là làm giảng sư là gần như là tự khoe khoang cái phàm ngã của mình, không tự khoe khoang ta là tiến sĩ, ta học được cao đây đây nè, bây giờ coi như người đi trước không là gì hết, tổ đồ là bác hết, chỉ có kinh Nikaya thôi, kinh Đại Thừa là sai hết, là ngụy tạo hết. Thì không biết cái người này họ đòi đến đâu, cái phước báu bây giờ họ còn, cho nên nó còn che chở. Cái này mà khi thọ mạng hết một cái là đòi như tên bắn. Chẳng lẽ những lời của Hòa Thượng Trí Tịnh là dịch sai hết, trong kinh là Địa Tạng họ cũng nói Địa Tạng không có, rồi kinh Đại Bồ Tích, rồi kinh Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm, một cái hệ thống kinh Đại Thừa Đức Phật nói đâu phải đơn giản đâu. Vậy mà nói Đại Thừa phi Phật thiết, đừng có theo mấy cái ông thầy Đại Thừa, nhưng mà cuối cùng cũng phải đến đỉnh lễ Hòa Thượng Trí Tịnh. Ngài là Bồ Tát tái lai vô trong cõi này mà đến Ta Bà, nhất là đến đất nước Việt Nam mình dịch ra bao nhiêu bộ kinh, quý vị biết không? Thì cuối cùng mình mà lầm đường mình vô gặp gì đó là mình chết ngay liền. Mà họ thuyết phục rất giỏi, mình coi như là con số không, không biết gì hết, vô đó như tờ giấy trắng là nhiễm ngay, chết ngắt ngay. Cho nên mình thấy là may mắn không? May mắn gặp được các bị tiền bối họ có thành tựu. Thì thường những người này họ ăn nói rất lưu loát, họ ngày họ luyện cái lời nói của họ rất tinh xảo. Mà cái này gần như là thế gian gọi là gian xảo, xảo kinh khủng luôn. Họ nói để mọi người đi theo họ là ai ai thiệt thòi đến đâu kệ, gặp ai họ cũng có thể chê bai được hết, gặp ai họ cũng xen vào cái chuyện. Đáng lẽ người ta gặp nạn mình cũng phải khuyên Phật tử nên hỗ trợ, chứ còn về sau mình gặp nạn mà mình cũng phải cần có người khác hỗ trợ mình, phải không? Đạp cho người ta, đạp nó rớt xuống hố chơi vậy. Nó ngộ với ngài. Họ kêu họ để họ xương minh Phật Pháp, họ nói những cái trắng đen đúng sai để mọi người nhận định, mà toàn là đem cái vọng tưởng điên đảo để mà chê bai. Cho nên thành ra cái thời đại hôm nay tăng không khen tăng, Phật Pháp lụng bại là chỗ này. Ni không khen ni, Phật tử không khen Phật tử. Không khen đó là gì? Là chê người khen mình thôi. Đó là phàm ngã quá thô luôn. Người ta nghe qua người ta biết là cái phàm ngã mình thô cỡ nào, cứ chê người khen mình, giấu cho không khen mình mà chê người là biết để cho mình nổi tiếng rồi đó, mình là đúng rồi đó. Thì cái này là Phật Pháp lụng bại. Cho nên thành ra là hồi đó chúng tôi coi cái đoạn của Tổ sư Ứng Quang, ngài có nói cái chỗ này anh em lưu tâm. Con trùng trong con sư tử nó giết được sư tử, trùng sư tử giết sư tử, cái sư tử nó khó con nào giết nó được, cái oai hùng của nó là con gì tới nó vồ cái là chết ngay. Nhưng mà con vi trùng trong con sư tử giết được con sư tử. Vi trùng tuy rằng nhỏ bé thôi nhưng mà nó giết được con sư tử. Bởi vì con sư tử coi như là con vi trùng đó nó ở trong con sư tử nó mới giết được, nó ở bên ngoài nó giết không được. Cũng vậy, những người trong đạo ta mới phá được đạo ta. Họ làm cư sĩ, họ nhân danh là Phật tử, rồi họ làm tu sĩ thì gì? Họ làm lụng bại Phật Pháp, chứ không có ngoài ai ngoài được đâu. Nào, bây giờ mình thấy rõ rồi đó.
Những người hiểu Phật Pháp rồi họ mới nói đến cái chuyện Phật Pháp, rồi họ hỷ bán Phật Pháp được chứ. Họ chơi bài lẫn nhau chứ, còn người không hiểu Phật Pháp rồi họ nói gì được. Họ đâu biết đâu cái thế giới của tu sĩ đâu mà họ vô họ nói làm chi. Còn mình biết quá rõ rồi, cho nên mình đem cái vọng tâm điên đảo, cái phàm tâm, phàm ngã của mình để mình nói. Còn các hàng Bồ Tát khi thấy chúng sanh gặp nạn, khi thấy chúng sanh tạo nghiệp, thương như con đỏ. Những người nào mà những người con hiền lành là Phật đã thương rồi, những người con mà ngỗ nghịch Phật càng thương hơn nữa. Ông Tổ hay dùng cái tên từ này. Còn mình thấy người khác mà không phải là ngỗ nghịch mà nghiệp chướng, họ xuất hiện một cái mình đạp cho họ ăn đạp nữa. Vậy mà cứ nói từ bi hỷ xả không, nói có làm không. Cái dạng này dạng nói có làm không, nguy hại vô cùng. Và mấy anh em mà theo những người này là tôi nói nó nguy hiểm, nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm. Nên ra là cái việc tu hành của con người mình đối trị tập khí quan trọng nhất là phải đối trị cái phàm ngã, hay gọi là phàm tình, hay gọi là tình chấp, hay gọi là tình chủng. Đây là danh từ của Ấn Tổ. Tình chủng tức là cái chủng tử do cái tham luyến. Tình đây là tình ái, là sự tham luyến. Mà cái sự tham luyến chủng tử nó còn trong này thì còn sanh tử luân hồi. Rồi cái tình chấp tức là cái chấp và cái tình cảm riêng tư, là con là chồng, và trong cái chấp đó là cái ngã đó, thấy mình là giỏi. Khi làm chuyện gì khỏi hỏi chồng đi, mình tự làm được rồi. Các vị biết cái phước của người phụ nữ nó giảm hơn cái phước của người nam rất lớn. Ngay nơi cái chuyện sanh ra mà 4-7 đời người phụ nữ chết đi sống lại mới thành người nam. Cái phước của người nam tuy rằng họ không có giỏi bằng người nữ, nhưng mà cái phước họ có. Cho nên thành ra làm ăn thành công hay không là nơi cái phước, chứ không phải là từ nơi cái việc thông minh ngoài thế gian xảo mà được đâu. Chúng tôi thấy như ông giám đốc nhà máy tôn Bông Sen là ông Hoàng Lược đó, đệ tử của Thượng Trí Tịnh đó. Ông là ông Vũ. Thì cái lúc ông thành công là cái lúc ông mang của cải tiền ông xuống ông cúng dường cho cái quý thầy ở trong núi Thị Vải, là tháng nào ông cũng cúng hết cả cái núi đó luôn. Bao nhiêu người là ông cúng bấy nhiêu người, gạo, nước, đồ đạc, mọi thứ ông lo mấy năm trời. Từ lúc đó ông làm ăn phát phát lên liền. Ông thành công từ cái nơi phát tâm cúng dường. Đó. Cho nên thành ra là những người đó họ đi trước, họ cũng nương người đi trước. Nghe Hòa Thượng Trí Tịnh dạy một điều áp dụng, kêu muốn làm ăn có là phải biết bố thí cúng dường thì nó sẽ của sanh ra của, ông làm ngay. Còn mình đây làm có nhiều xài hết, ăn uống nhậu nhẹt cho đã đời luôn, cuối cùng hết phước lụng bại, bắt đầu đi cầu cứu. Cầu cứu cũng không ai giúp cho mình, trong mạng mình không có, rồi người ta đưa tiền cho mình làm cũng không được luôn. Trong mạng không có. Thì khi mà mình thấy trở ngại rồi mình gì? Quay vô trong liền để tích lũy ngay. Có cái gia đình anh chàng đó, thế nhưng anh làm giám đốc một cái công ty sơn quá lớn Sài Gòn, cuối cùng thất bại sụm luôn. Khi không có của, bắt đầu từ từ làm là cầm củi làm ăn. Khi có của lên làm ăn giàu nổi tiếng rồi bắt đầu gì? Ăn nhậu, quan hệ với những người làm ăn suốt, không có lo trong cái nội bộ của mình để dàn xếp. Ở trong đó rối beng hết trơn luôn, bắt đầu hết cô này cô nọ đeo theo nữa. Phước bóng thì giảm, tinh lực thì giảm, trí tuệ không còn, cái như tinh thần bị lụng bại, bắt đầu là sụp tiệm luôn. Đi uống rượu cho chết, cuối cùng không chết mà mẹ mới kêu thôi, con đến đường cùng rồi, con xuống ở dưới chùa. Chùa cái mít là thường vô đó là mấy thầy trồng mít nhiều cho, có hòa thượng thông quả, thôi vô trong đó làm công quả đi. Ông vô cái ông thấy được cái chùa nó chóc sơn hết trơn, thuê người ta làm mà chóc sơn hết trơn luôn. Cuối cùng cái ông kêu thôi, và thượng mua sơn về, anh em con để con sơn, con biết cách làm. Ông ra ông mua sơn đồ về, lúc đó làm là không điều kiện đó nha. Ông lên ông chét, ông cào, ông làm hết cả chánh điện, ông sơn thiệt đẹp. Xong cái ông đi về, khi đi về xong cái rồi cái bà bán giấy số, bà đi ngang qua bà nói còn 5 tờ thôi mua đi. Thì bà vợ mới kêu, ông vô ông kêu em còn tiền mua giấy số. Kêu trời không còn xu mua sữa cho con, không có mua giấy số thôi dẹp đi. Rồi bắt đầu cái ông kêu thôi kệ, biết đâu chúng làm sao em. Kêu không có chúng đâu, mua trước giờ có chúng đâu, ông là chuyên chơi giấy số có chúng đâu, cãi qua cãi lại. Kêu thôi cho mua 2 tờ cũng được. Cho mua 2 tờ, vừa mua 2 tờ chiều ra độc đắc. 5 tờ đưa tới mà chỉ hưởng được 2 tờ thôi. Ra độc đắc xong rồi trả nợ được xong hết rồi, cái bắt đầu nương theo vị thầy đó phải làm ăn sao từ từ sao bắt đầu ông thành công. Từ cái phước đi sương chùa thôi, vậy mà giải quyết được vấn đề. Có phải là cái phước vô điều kiện không? Cái phước làm cái phước sơn chùa không điều kiện, không tính toán. Còn bên ngoài tính toán làm ăn bù đầu bù ốc, cuối cùng không còn một xu ten nào luôn. Sụp tiệm luôn, bắt đầu nó chuẩn bị ra tòa ở tù luôn.
Cuối cùng đi làm một chút xíu phước báu cho chùa không điều kiện, mà quý vị thấy nó lớn cỡ nào, giải quyết tất tần tật luôn. Nhưng cái phước cúng dường Tam Bảo không phải là đơn giản, mà ông là nội tài, ông đâu còn đồng ten nào đâu mua sơn đâu, ông thầy phải bỏ tiền ra mua. Thì quý vị thấy cái phước nội tài để lo Tam Bảo nó lớn cỡ nào. Tuy rằng nó chưa có hiện hữu liền, ví dụ ông Lợi vô đây, ông làm cái ông về mua giấy số không trúng, thì cái chuyện đó cái phước của ông nó chưa tới. Ví dụ vậy mà, nhưng mà nó không phải là không có đâu, nó còn ở trong đó. Chúng tôi mới thấy là phụng sự cho Tam Bảo là cúng dường chư Phật mà, không phải đơn giản đâu. Cho nên là chúng tôi có một cái điều nhắc nhở là muốn thành công thì phải nương cái phước lẫn nhau. Vợ nương phước chồng, chồng nương phước vợ, ngồi bàn bạc lại với nhau kỹ càng. Chúng tôi thấy người phụ nữ có cái tính đó là cái tình chấp rất nặng. Thấy mình giỏi một cái là coi chồng không ra gì hết, tự làm. Rồi coi như những người mà giúp cho mình coi như là ăn quả không nhớ kẻ trồng cây. Không có biết coi như là đền ơn đáp nghĩa gì hết cả. Là cứ việc mình phan tới mình làm thành công. Cuối cùng gì, đem cái tâm phàm suy nghĩ tính toán làm tưởng là thành công, còn cái phước báu đời trước hưởng hết một cái là nó lúng một cái là chết ngắt luôn. Cho nên thành ra chớ dại mà tự thân mình mà không nương người đi khác, người đi trước, nương cha mẹ mình, cúng dường cha mẹ mình. Cho nên chúng tôi nói cái phước của chúng tôi có hôm nay là chúng tôi thương cha mẹ chúng tôi và lo cho ông bà cụ đi xuất gia và cung kính vô cùng. Trong những lúc mà chúng tôi nhớ lại những ngày giỗ, như năm nay là tháng 6 làm đúng ngày mùng 2, đến ngày mùng 6 là vô chủ nhật, nhưng mà nó xa quá cho nên mùng 2 tháng 6 đó là ngày đám giỗ sư cô Liên Phương, là chúng tôi để cái tâm vô. Một cái điều mà chúng tôi ân hận suốt cả đời đó là cụ mất mà sư cô mất mà chúng tôi về không được. Lúc đó đang làm giấy tờ cái thẻ xanh bên Mỹ ra khỏi là mất giấy tờ, mà lúc đó thực sự chưa đọc văn sao sâu, chứ đọc sâu vô là giấy tờ là nghĩa lý gì so với cái việc nghĩa tử là nghĩa tận, làm sao mà mình làm được điều này nữa. Cho nên chúng tôi mong mỏi mọi người muốn thành tựu phải nhớ đến tổ phụ, tổ mẫu, tổ phụ, nhớ đến cha mẹ mình. Cái phước báu này thù thắng lắm. Khi mình có vợ, có chồng rồi, cứ nhớ vợ chồng, nhớ con cái, lo tập trung, không nghĩ đến cha mẹ. Đây là cái phước báu có mà mình không biết. Dẫu cha mẹ mất luôn, hàng ngày mình vẫn nhớ. Như chúng tôi từ khi bắt đầu về đây là không bữa nào công phu không hồi hướng cho sư cô Liên Phương với cụ ông Thiện Chánh. Không bữa nào không có. Tuy rằng mất rồi nhưng mình vẫn hồi hướng, mình vẫn nhớ. Thì đây là phước đức mà nghĩ đến cha mẹ là quý vị biết phước đức ngang bằng với Phật chứ không có đơn giản. Mình thất bại cái phước này, không lưu giữ được phước này, không có gọi là vun trồng cái phước này, thấy không? Còn chồng thì cũng không nghe lời thì chồng, rồi vợ cũng không có thể nào đối đãi cho tốt vô, rồi cuối cùng là nó lủng củng cả gia đình, rồi mình dạy con mình như vậy luôn, rồi thư hết cả đám trong gia đình, rồi phước báu từ từ tổn thất hết, thất bại. Cho nên thành ra là chúng ta nói thực sự không có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời là coi như con người chúng ta khổ cùng cực. Khổ mà không biết con đường nào là nhân quả, con đường nào là chánh, con đường nào là tà. Mình là phàm mà. Hôm nay chúng tôi nói đến cái ba sự kiện quan trọng của một con người tu hành là phải có trí tuệ, là phải niệm Phật, là phải cách Phật, là phải trí tri. Cái người họ niệm Phật, họ trầm hâm, họ niệm họ công phu rất khá nhưng mà không cách Phật được. Gặp ngũ dục là tài sắc danh thực thì họ không có chừa. Họ không có coi như là đoạn tiệt, họ không có ngăn chặn nó thì họ trở ngại ngay, thấy không? Rồi thì làm sao cái trí tuệ xuất hiện được, thấy không? Cho nên thành ra là đây là những cái điều mà quan trọng. Tuy rằng mình có phước đức đi, tuy rằng mình có trí tuệ đi, nhưng mà cái đó là tự lực mình tu thì để giải quyết sanh tử lâu lắm, thì mình phải nương nơi Phật lực để mình liễu sanh thoát tử. Thì cái này gọi là nương nơi tổ phụ, nương nơi người đi trước, nương nơi chư Phật. Mười phương chư Phật thành Phật cũng vị Phật này nương vị Phật kia. Vì còn phàm phu nương theo phê Phật, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật trong cõi này, Ngài cũng nương để Phật nhiên đắng đầu tiên. Còn mình là cái thớ gì đâu mà mình không nương thầy, không nương bạn, ăn cơm có canh tu hành có bạn, không nương thầy. Rồi sao? Bệnh hoạn gặp trở ngại, không ai cứu mình được hết. Đó tự mình giết mình thôi, tự mình biệt lập mình thôi, tự mình cách ly mình thôi. Thôi hôm nay thì đáng lẽ có cái lá thư và cái lời khai thị của Tổ Ấn Quang, nhưng mà để ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục nói về lời khai thị của Tổ. Thôi giờ để chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh.
Lại nữa, người niệm Phật phải nên khuyên quyến thuộc trong nhà cùng sanh tín tâm, cùng thường niệm Phật để chuẩn bị cho cha mẹ và các quyến thuộc trong nhà người ấy. Hễ có ai mạng chung, liền chờ niệm cho. Nếu không, chẳng những không thể giúp cho người sắp chết giữ được chánh niệm, mà trái lại còn làm cho người ấy sinh khởi những tâm sân hận, ái luyến, vân vân. Tắm rửa sẵn, thay áo làm mất chánh niệm. Nếu dời động khiến cho người sắp mất bị đau đớn, bèn sanh sân hận. Sân hận thì có thể đổ vào loại độc trùng. Nếu đối trước người sắp mất khóc lóc, người ấy liền sanh ái luyến. Những chuyện này đều làm mất chánh niệm, vĩnh viễn không mong chi được vãng sanh, buồn thay. Người không niệm Phật còn chẳng đến nỗi bị tổn hại lớn, chứ người niệm Phật hễ bị phá hoại chánh niệm, mất sạch, muốn được vãng sanh sẽ chọn không thể được. Từ đấy luân hồi trong lục đạo suốt kiếp dài lâu đều là do bị bọn quyến thuộc ấy gây nên. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng thư trả lời cư sĩ Ngô Huệ Di và La Huệ Chú. Người niệm Phật hãy nên khuyên cha mẹ niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nhưng muốn cho cha mẹ lúc lâm chung quyết định vãng sanh Tây Phương mà không nói sẵn cho quyến thuộc biết về việc chờ niệm khi lâm chung, lợi hại của việc phổ trương mù quáng và khóc lóc sẽ chẳng thấy được. Vì vậy, muốn cho cha mẹ khi lâm chung được hưởng sự lợi ích do quyến thuộc chờ niệm, chẳng bị cái hại phá hoại chánh niệm. Nhưng lúc thường ngày không nói cho họ biết sự lợi ích của việc niệm Phật khiến cho ai nấy đều thường niệm sẽ không thể được. Như thế chẳng những có ích cho cha mẹ mà thật sự còn có ích cho những quyến thuộc hiện đời lẫn con cháu đời sau. Lâm chung chờ niệm, bất luận già trẻ đều nên như vậy. Xem kỳ cuốn Sức Chung Tân Lương sẽ tự biết. Chú thích: Sức Chung Tân Lương tức nhận hướng dẫn trong việc lo liệu cho người lâm chung, là một tác phẩm do ông Lý Viên Tịnh soạn với nội dung hướng dẫn cách thức chuẩn bị cho thời khắc lâm chung và phương pháp chờ niệm nhằm đảm bảo người tu tịnh nghiệp lúc lâm chung không bị phá hoại chánh niệm. Sách này chia làm 4 phần. Phần 1: Sức Chung Chương Trình. Người tu tịnh độ phải dặn dò gia đình, bạn bè cách xử trí như thế nào khi người ấy lâm chung, cách thức chờ niệm, an táng sao cho người chết giữ được chánh niệm. Phần 2: Sức Chung Ngôn Luận. Tập hợp những lời dạy về chuẩn bị lâm chung của các cổ đức. Phần 3: Dự chi lợi hại. Những phân tích về lễ lợi hại khi lâm chung như không nên khóc lóc, sát sanh, không bày vẽ phô trương, như buộc người chết ngồi xếp bằng, thay áo, tắm rửa trong khi người sắp chết còn đang thở hắt ra. Phần 4: Sức Chung Thật Hiệu. Những bằng chứng vãng sanh do đã dự bị chú đáo cho phúc lâm chung. Thư cục Chùa Bảo Quốc ở Tô Châu đều có bán cuốn ấy. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng, một lá thư trả lời khắp. Hôm qua nhận được thư bà và thư của cư sĩ Phạm Cổ Nông. Biết bà đời trước vốn có thiện căn, nhưng do tập khí văn nhân chưa trừ được nên gần như chẳng được lợi ích thật sự. Nãy tu tập mà vẫn chưa biết mối tương quan rất lớn giữa tự lợi và lợi tha. Đừng nói chi người ngoài, ngay cả chồng, con, dâu, cháu, vân vân của chính mình đều phải nên dạy họ thường niệm Phật hiệu. Một là khiến cho bọn họ cùng gieo thiện căn. Đang trong khi cuộc đời đại loạn này, nếu chẳng nương tựa vào Phật thì nguy hiểm đáng lo lắm. Hai là nếu lúc bình thường chẳng dạy bọn họ uống nắng tập khí thì mai kia lúc bà sắp mất, bọn họ sẽ thuận theo chi kiến thế tục, tính làm những chuyện phô trương, khóc lóc, mù quáng. Dẫu bà có công phu tịnh nghiệp có thể tương ứng với Phật, được Phật tiếp dẫn, nhưng gặp phải những hành động đó phá hoại tịnh niệm, chắc chắn vẫn ở lại cõi ta bà từ chừng xa kiếp này cho đến chừng xa kiếp khác
vẫn bị luân hồi trong xấu nẻo. Do vậy, khuyên quyến thuộc niệm Phật chính là một đại sự khẩn yếu nhất. Quan là một ông tăng tầm thường chỉ biết cơm cháo, chẳng thể làm cho bà được hưởng lợi ích nơi diệu lý của kinh giáo. Chỉ có mỗi một việc này, do từng chạy mấy mươi năm nên có thể làm cho bà đích thân được lợi ích trong đời này. Nếu bà làm theo được sẽ chẳng khác gì cầu Phật tiếp dẫn bà và quyến thuộc cùng con cháu đời sau. Trích dẫn văn sao tục biên quyến thượng, thư trả lời cư sĩ Giác Minh. Mẹ ông đã 71 tuổi rồi, ngày tháng không còn nhiều nữa. Hãy nên bảo quyến thuộc trong nhà, mọi người hàng ngày hãy thay phiên nhau niệm Phật trước mẹ. Vì sao vậy? Do bọn họ lúc thường ngày nếu không niệm Phật thì tới lúc mẹ ông sắp mất, họ cũng sẽ chẳng chịu niệm. Lúc bình thường đã quen niệm, đến lúc ấy sẽ niệm được. Phải thỉnh một cuốn Sức Chung Tân Lương gửi về nhà cho bọn họ đọc, ngó hầu họ hiểu được người đến lúc lâm chung phải nên làm như thế nào thì mới hữu ích, như thế nào sẽ bị tổn hại. Đã biết những điều thế tục thường làm đều là chuyện đã bị té xuống giếng còn bị quăng đá, sẽ chẳng đến nỗi cứ nghĩ thực hiện những chuyện ấy mới là hiếu. Thực hiện lòng hiếu theo kiểu thế gian ấy sẽ khiến cho mẹ chẳng được vãng sanh, mà ngược lại càng bị đọa lạc hơn. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Cao Khê Lý. Người niệm Phật bị bệnh liền nghĩ là sắp chết, nhất tâm niệm Phật nếu tuổi thọ chưa hết sẽ đâm ra chống lành. Nếu chỉ mong lành bệnh tức là sợ chết, có cái tâm sợ chết sẽ khó cảm được Phật. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Tăng Di Chi. Tông tịnh sáu cơn thổ tả, thần thức rất thanh tịnh, vẫn muốn được lành bệnh bèn niệm Quán Âm. Đây cũng là sự sai lầm do ít đọc những sách tịnh độ và văn sao. Hễ có bệnh liền nghĩ sắp vãng sanh, niệm Phật cầu vãng sanh. Nếu tự thọ trong cuộc đời chưa hết chắc sẽ mau được lành. Nếu tự thọ trong cuộc đời đã hết, chẳng đến nỗi việc cầu lành bệnh mà chẳng thể cảm ứng đầu giao cùng Phật. May là ông ta tự biết chẳng thể vãn hồi được nữa, bèn ngồi xếp bằng niệm Phật, dặn dò người nhà. Câu đầu tiên bèn nói: ta chết rồi đừng động đến di thể, ấy là vì muốn ngồi qua đời để làm gương cho những người cùng chí hướng. Tiếp đó dặn đừng sát sanh, chẳng dùng đồ mặn để cúng bái, vân vân, và bảo cho ông biết để chuyển tin cho quan. Rồi nhất tâm niệm Phật và dặn người nhà chờ niệm. Tông khiết hoàn toàn chẳng biết sự quan trọng của việc chờ niệm. Hễ không động đến thân thể thì sẽ không có chuyện do bị đụng chạm mà tâm không thể quý nhất, hoặc do thận không có sức lại bị dời động sảnh đau đớn, tâm sân hận sẽ khởi lên. Tông khiết lầm lạc đặt thân thể của tông tịnh nằm xuống, ngay lập tức tông tịnh sân tâm bùng lên, cho nên sắc mặt đỏ bừng. May là mọi người tưởng lầm đã đến lúc vãng sanh, bèn lớn tiếng niệm Phật. Ông ta còn có thể bóp mấy môi niệm theo, vẫn chưa đến nỗi hỏng chuyện. Đến khi tắt hơi rồi, một chân còn chưa duỗi ra là vì tông tịnh muốn nhổm dậy nhưng lực bất tùng tâm. Do vậy tổng khiết nói cụ có được một chân, bèn nhóm dậy muốn ngồi nhưng không còn sức nữa, bèn nằm thẳng đờ qua đời. Nếu không bị tổng khiết mù quáng quấy rối, cảnh tượng lúc tông tịnh mất sẽ là chuyện lạ được đồn đại cả một vùng. Nhưng tắt hơi rồi vẫn còn có những chuyện như co chân, nhóm dậy, vân vân, cũng là rất không bình thường. Chắc là ông ta cũng được vãng sanh. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Phương. Bà Lưu Thị thím của ông Trương Phước Tuyền bỗng tánh tinh thuần, đã có túc căn, đến khi mất bệnh bèn tính theo lời của Phước Tuyền, tông tịnh vân vân mà niệm Phật, lại còn được người nhà chờ niệm, vì thế qua đời thật tốt lành. Những tướng tốt đẹp như vẻ mặt
trở nên đẹp đẽ hơn lúc sống. Sau 14 tiếng đồng hồ, toàn thân đã lành, đánh đầu vẫn còn ấm, chân tay mình mẩy mềm mại, ruồi nhặn chẳng bu tới, vân vân. Căn cứ theo bài kệ kiểm nghiệm tình trạng lúc lâm chung trong kinh Đại Tập thì đảnh thánh nhãn thiên sanh, nhân tâm ngạ quỷ phúc, súc sanh tức cái ly, địa ngục cước bản xuất. Tạm dịch: đảnh thánh mắt sanh thiên, người tim, ngạ quỷ bụng, súc sanh đầu gối lìa, địa ngục bàn chân thoát. Bởi lẽ có người sắp chết, hơi nóng từ dưới dồn lên trên thì siêu thăng, từ trên dồn xuống dưới sẽ độ lạc. Nếu toàn thân đã lành, chỉ còn đỉnh đầu ấm, ắt sanh về Tây Phương, vào trong thánh đạo. Mắt và trán nóng là sanh trong đường trời, ngực nóng là sanh trong nhân đạo, bụng còn ấm là sanh trong ngạ quỷ đạo, đầu gối ấm là sanh trong súc sanh đạo, bàn chân ấm là sanh trong địa ngục đạo. Người niệm Phật, nếu nhất tâm niệm Phật, chẳng nghĩ đến gia nghiệp con cái trong thế gian, quyết định sẽ được Phật tự lực tiếp dẫn vãng sanh. Bất luận tu trì đã lâu hay mới tu, thậm chí kẻ tới lúc lâm chung mới được bản lành khai thị, liền nhất tâm niệm Phật, dẫu chi niệm được 10 tiếng liền mạng chung thì cũng được vãng sanh. Ấy là vì trong 48 nguyện của A Di Đà Phật, nguyện thứ 18 là: nếu có chúng sanh nghe danh hiệu ta, chí tâm tin ưa cầu sanh về nước ta, thậm chí 10 niệm nếu chẳng được sanh, ta không giữ ngũ chánh giác. Do nhân duyên ấy, kẻ thường ngày chẳng hề niệm Phật, lâm chung được bằng lành khai thị, mọi người chưa niệm cũng có thể vãng sanh. Người thường niệm Phật, nếu lúc lâm chung bị quyến thuộc vô chi tắm rửa, thay quần áo sẵn và hỏi han mọi chuyện, cũng như khóc lóc vân vân, do những nhân duyên ấy phá hoại chánh niệm, liền khó được vãng sanh. Vì thế người niệm Phật lúc thường ngày ắt phải bảo ban quyến thuộc trong nhà điều niệm, thì khi chính mình lâm chung, bọn họ đều biết chưa niệm. Lại do thường nói lợi ích của chưa niệm khi lâm chung và những họa hại do khóc lóc bày vẽ mù quáng, họ sẽ chẳng đến nỗi vì lòng hiếu mà khiến cho người thân vẫn phải hứng chịu nỗi khổ sanh tử lớn lao, sẽ ngay trong đời này được hưởng lợi ích lớn lao vãng sanh Tây Phương. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 4. Những căn cứ để làm cho hết thảy mọi người niệm Phật được vãng sanh hay không vãng sanh. Liễu sanh thoát tử là chuyện lớn nhất trong đời người. Pháp môn niệm Phật là một pháp môn đặc biệt trong Phật Pháp. Pháp này trên đến đặng giác Bồ Tát, dưới đến tội nhân nghịch ác đều nên tu tập, đều có thể kề vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương trong đời này. Công đức lực dụng của pháp này khác hẳn với hết thảy những pháp Đại Thiếu Thừa đã được nói trong cả một đời Đức Phật. Vì sao vậy? Do hết thảy các pháp Đại Thiếu Thừa đều phải kỳ vào sức giới định huệ của chính mình để liễu sanh thoát tử. Đừng nói là phàm phu đầy giấy chuyện phượng chẳng thể liễu, ngay như bậc thánh nhân đã chứng sơ nhị tam quả vẫn chẳng thể liễu được, tứ quả A La Hán mới liễu được. Đây là ước theo phía Tiểu Thừa mà nói. Nếu nói theo phía Viên Giáo, sở ngộ thuộc địa vị ngũ phẩm đã bằng với Phật, nhưng vẫn chưa đoạn được kiến hoặc. Sau khi đã viên mãn các tâm thuộc ngũ phẩm rồi, đoạn được kiến hoặc, liền chứng địa vị sở tính. Bồ Tát thuộc địa vị này, nếu xét trên phương diện đoạn hoặc thì giống như sơ quả trong Tiểu Thừa, nhưng công đức, trí huệ, thần thông, đạo lực vượt trội sư quả ngàn vạn ức ức lần. Cho đến khi viên mãn tâm lục tính rồi, đoạn sạch tư hoặc mới chứng thất tính. Bồ Tát thuộc địa vị này mới liễu sanh tử. Liễu sanh thoát tử nào phải là chuyện dễ. Do vậy biết rằng cậy vào tự lực để liễu sanh tử khó lắm, khó như lên trời.
Bồ Tát thuộc địa vị lục tính còn chưa thể liễu, huống là phàm phu đầy dẫy hoặc nghiệp ư? Chỉ có pháp môn tịnh độ cây vào đại từ bi nguyện lực của A Di Đà Phật, bất luận già trẻ, trai gái, sang hèn, trí ngu, tài gia xuất gia, hệ có ai chịu sanh lòng tính chân thật, phát nguyện thiết tha, chí thành khẩn thiết niệm thánh hiệu Phật, thì trong đời này không một ai chẳng được vãng sanh khi lâm chung. Trong cõi đời người niệm Phật thì đông, nhưng ít kẻ vãng sanh là vì: một, chẳng tuân lời Phật dạy, miệng nói vãng sanh, tâm luyến trần cảnh; hai, chẳng dạy quyến thuộc niệm Phật và chẳng nói sẵn lợi ích của việc chờ niệm và những họa hại do vô chương bày vẽ mù quáng, tắm rửa thay quần áo sẵn, hỏi chuyện khóc lóc vân vân. Đến khi lâm chung, quyến thuộc chẳng những không chờ niệm mà trái lại còn phá hoại chánh niệm. Thất bại lúc sắp thành công, chuyện ma chay vẫn tuân theo sự thay biết của thế tục, khiến cho người chết bị chìm đắm trong biển khổ sinh tử chẳng đáng buồn ư? Ông Ngô Đình Kiệt vãng sanh được đắc lực là nhờ cả nhà chờ niệm. Cả nhà có thể chờ niệm là do Huệ Trung đã quen nghe ông nói đến lợi ích do chờ niệm và họa hại do bày vẽ mù quáng mà ra, khiến cho ông Đình Kiệt được an tưởng qua đời trong tiếng niệm Phật. Mất rồi mặt vẫn tươi nhuận, tay chân duỗi thẳng, người cả một vùng thấy điều kinh dị. Độ biết Phật lực chẳng thể nghĩ bằng, pháp lực chẳng thể nghĩ bằng, chúng sanh tâm lực chẳng thể nghĩ bằng. Hết thảy chúng sanh đều sẵn có tâm lực chẳng thể nghĩ bằng, do không có Phật lực, pháp lực gia trì nên chỉ có thể tạo nghiệp, chẳng thể thọ dụng được. Uổng sẵn có Phật tánh mà chọn chẳng được lợi ích. Một mai nghe thiện tri thức chỉ dạy, quy mạng gieo lòng thành, được cảm ứng đầu giao với lời thề từ bi của Đức Phật, cây vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương. Nhìn lại sáu đường qua lại như bến xe, hết lên cao lại xoay xuống thấp, khôn ngăn thương xót. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Phương ở Độc Sơn. Tuy bà ta quy với quan, nhưng thật ra chỉ gặp mặt một lần, quan cũng chẳng nói với bà ta được mấy câu. Văn Sao giả ngôn lục, chắc bà ta chẳng đến nỗi chưa xem. Nhưng bà ta chỉ chú trọng lập đại nguyện làm công đức nơi cõi này, chẳng chú trọng tới đại nguyện cầu sanh Tây Phương. Vào lúc sắp mất đã cùng với chị em mộng thấy Phật quang đài bạc, nhưng chẳng nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương trong lúc ấy, lại ngực ngào phát ra bốn đại nguyện để gieo trồng gốc sanh tử. Do vậy có thể thấy là thường ngày bà ta chọn chẳng lấy những điều quan đã nói làm chí hướng sự nghiệp, bởi thế đánh mất nhân duyên vãng sanh tốt đẹp. Nhưng do được Bồ Tát gia bị mà khỏi bệnh, đến khi do ác mộng hiện, bệnh theo đó mà phát, còn may mắn là khi lâm chung có người trợ niệm. Nhưng do có lời nguyện trồng sâu cội rễ sanh tử ấy, nên đến nỗi hiện ra những điềm báo chẳng thể vãng sanh được, đáng thăng thay. Ngực lạnh đi sau cùng chính là dấu hiệu chứng tỏ bà ta sanh trong nhân đạo. Ông nói bà Lâm Đồng Vĩ hiện thân thuyết pháp, há bà ta có thân phận ấy hay sao? Nhưng do bà ta chẳng thể từng lực cầu sanh Tây Phương mà bị lỡ làng, mọi người bèn lấy đó làm điều rắn nhất, quyết chí cầu vãng sanh, thì lợi ích ấy cũng chẳng kém gì hiện thân thuyết pháp. Còn chuyện lập hội truy điều là do tình cảm của anh em ông Địch Am, xét theo lý thì chẳng nên làm, chỉ nên chú trọng dùng niệm Phật để cầu cho bà Lâm được vãng sanh. Đối với chuyện niệm kinh bãi sám làm đàn thúy lục, quan chọn chẳng chịu đề xướng một tiếng nào, bởi lẽ khó được như pháp, chỉ là bày vẽ phô trương mà thôi. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Phương ở Độc Sơn.
Thư trả lời cư sĩ Chí Phạm, lá thư số 3. Hôm qua nhận được thư các ông, biết cha các ông bệnh hết sức trầm trọng, chớ nên làm theo cách sĩ tâm vọng tưởng của thế gian, mà hãy nương vào Phật Pháp, dùng câu Nam Mô A Di Đà Phật để trợ niệm và cầu cho cha. Nếu tuổi thọ đã tận, sẽ mau được Đức Phật từ bi tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Nếu tuổi thọ chưa hết, sẽ mau được lành bệnh. Cha các ông tuổi đã ngoài 70, đang trong thời thế nguy hiểm này, cả nhà hãy nên nhất tâm niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn cụ vãng sanh Tây Phương. Nếu cụ tuổi thọ chưa hết, cũng sẽ do công đức trợ niệm mà chống được lành bệnh. Nhưng chớ nên chỉ cầu lành bệnh, chẳng cầu vãng sanh Tây Phương. Nếu tuổi thọ của cụ đã hết, cầu như thế sẽ làm hỏng đại sự. Hãy vì cha các ông mà nhất tâm trợ niệm. Nếu cụ niệm được thì niệm theo, chẳng thấy niệm hãy khuyên cụ nhất tâm nghe các ông niệm. Phàm những chuyện khẩn yếu thì phải hỏi han trước, chuyện chẳng khẩn yếu đều nhất loạt trở nên nhắc tới. Nếu có những cư sĩ chí thành khẩn thiết, hãy nên thỉnh mấy vị cùng với các ông chia phiên chờ niệm liên tục chẳng ngớt, niệm mãi cho đến khi cụ tắt hơi vẫn cứ niệm giống như thế. Niệm tiếp tục như vậy cho đến 3 tiếng đồng hồ sau khi cụ tắt hơi mới ngừng niệm. Hơn nữa, trước khi cụ chưa chết và lúc vừa mới tắt thở, đừng nên lau rửa thân thể, thay áo, khóc lóc. Những hành vi ấy đều là lôi cụ xuống biển. Người thế gian tưởng đấy là hiếu, nhưng thật ra đã phá hoại chánh niệm, khiến cho người đã mất chẳng thể vãng sanh, đậm ra bị đọa lạc. Tội giống như giết cha mẹ, khẩn yếu đến cùng cực. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 3, thư trả lời anh em Đinh Sanh và Khai Sanh, lá thư số 1. Sau khi cụ đã mất, đừng bày vẽ mù quáng, làm lễ phúng điếu, nhóm họp thân hữu. Dẫu cho bạn bè thân thiết tìm đến, cũng nên đại cụ chay, vĩnh viễn chấm dứt rượu thịt. Ma chay, kính thần, đại khách đều dùng món chay, và muôn phần chớ nên dùng rượu thịt. Trong đám tang chẳng dùng rượu thịt, cổ lễ Nho Gia đã là như vậy đó, chứ không riêng gì Phật giáo mới vậy. Nếu Hoàng Thái Tử đang cư tang mà lén lúc uống rượu, thì sử quan ắt phải ghi chép chuyện ấy để truyền cho hậu thế. Hiện thời lễ giáo bộ phế đang cư tang vẫn tấu nhạc sắc xanh để giữ thế diện. Các ông đừng học theo thói cực ác ấy. Lại có kẻ còn đem hành trạng của người đã khuất in ra, thỉnh danh nhân đề lời tán tùng, tặng cho khắp mọi thân hữu. Chuyện ấy cũng hết sức vô lễ. Đem hình ảnh của cha mẹ in trên đấy, người ta nhận được xem có một lần rồi quăng vô đống giấy lộn, chẳng biết đã khinh nhường đến đâu. Các ông muốn làm cho cha mẹ được nở mày nở mặt, hãy nên trong mỗi niềm luôn tự phân tỉnh, khởi tâm động niệm xứ sự chẳng dám có một niềm không xứng đáng với Phật, Bồ Tát, thiên địa quý thần. Nếu có thể giữ được như thế suốt đời thì mới là đại hiếu tôn kính cha mẹ. Nếu không, do hành vi bất thiện, ắt người ta sẽ nói cha các ông tổng đức nên mới có đứa con không ra gì như vậy. Do đó có người chẳng thể không tự trọng. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 3, thư trả lời anh em Ninh Sanh và Khai Sanh. Nói ngày 30 tháng chạp nghĩa là nói chuẩn bị sẵn, chứ không phải là biết trước lúc mất sẽ nhầm ngày 30 tháng chạp. 30 tháng chạp là ngày năm cùng tháng tận, cho nên cổ nhân thường mượn từ ngữ này để ví cho lúc chết. Nếu bình thường chẳng sớm chuẩn bị sẵn, đến lúc ấy chắc chắn tay chân cuốn quýt. Trích dẫn văn sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Vương Đức Châu ở Vân Nam, lá thư số 2.
Thank you.